anh sẽ có một cái show làm tại Trống Đồng, với sự tham gia của Hồ Văn Cường, bé Hồng Loan. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog và kênh anh Huy Lê Official nha cả nhà. Hôm nay em có mặt tại đường Lê Trọng Tấn và đây là cái nơi rất là quen thuộc cả nhà. Hôm trước em cũng có chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình một hai lần rồi ha. Sau khi em đi ra miền Trung để quay thầy Minh Tuệ thì hôm nay em đã về tới thành phố Hồ Chí Minh và đến đây để gặp anh Huy Lê để cập nhật và chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình một vài thông tin ha. Đây cô chú anh chị mình thấy công trình quán cà phê của anh Huy Lê đang sắp sửa hoàn thành rồi. Bây giờ mình vào bên trong để chia sẻ và cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Đây quán công trình nó đang trong tiến độ hoạt động cả nhà. Đó, anh Huy Lê đứng Cái cạnh. áo mặc rùm. Anh đứng cạnh. Dạ em chào anh. Chào tài. Ôi chào anh nha, khỏe không anh? Khỏe. Trời ơi lâu quá rồi mới gặp anh đó. Cái tiến độ cái công trình của mình hôm nay sao anh? Tiến độ công trình của mình hiện giờ là hoàn thiện được 70% rồi. Vậy hả? Bây giờ anh đang trong giai đoạn là anh sẽ dọn vệ sinh lại hết. Rồi bắt đầu anh mới đem cây rồi anh về anh trang trí. À hôm trước thì cái buổi đêm đó đó em có cùng với anh lại trồng mấy cái cây nè. Mấy cái cây hôm nay thì nó có vẻ nó tươi tốt mà ha. Đúng rồi, thì mấy cây này thật sự là anh đã ủ ủ ủ rồi cái gốc ở dưới quê rồi, Dạ. thì lên đây thì mình cứ hạ xuống mình trồng rồi mình đổ phân cho Dạ. Hôm nay thì em đi một thời gian cũng khá là lâu á, cũng gần cả tháng rồi không gặp anh. Hôm nay đến thứ nhất đó là để thăm anh nè, thứ hai là quay cho bà con cô bác của mình á biết về cái tiến độ cái công trình của quán cà phê của anh. Hôm trước em nghe nói quán cà phê này nếu mà hoàn thành á thì trong tương lai là sẽ mời chị Hồng Loan về đây diễn, nên em cập nhật liên tục để cho bà con cô bác đúng biết rồi á. đúng rồi đúng Dạ. rồi thì cũng có sân khấu anh cũng đang làm luôn, Dạ. nói chung là cũng hoàn thiện được 70% rồi. Anh có thể giới thiệu chi tiết về quán cà phê mình một lần nữa cho bà con cô bác mình biết không anh? Đây À. anh cũng xin giới thiệu, đây là mô hình, đây là cái vườn nhiệt đới của anh, là đây những cây này cây lũa, Cây lũa. cây lũa thì nó sẽ là anh để trống luôn vậy, anh sẽ đi đèn ở trên rồi anh sẽ trồng mấy cây anh thả xuống và cây xanh xung quanh. Dạ. Cái này gọi là cái gì anh? Cái này là vườn nhiệt đới, Vườn nhiệt đới. là anh trồng về cây xanh nó nhiều hơn Dạ. theo khu Dạ. á, là thì anh sẽ để trống hết, anh đi đèn hết từ trên đây để Dạ. cho tối cho các bạn ngồi nó chiêu chiêu cho nó Chiều đẹp. chiều hả? Ở trên đây nó có cái mái che nè Mấy anh mình. ban ngày thì anh kéo vô, Dạ. buổi tối thì anh sẽ mở ra cho nó Mở thoáng ra mát. cho bà con ngắm máy bay ha. Đúng rồi. Dạ Đó, còn bên đây á, bên đây. là phòng lạnh, Bên đây là phòng lạnh ha anh. là dành cho những anh chị em cơm ăn phòng á. Đây Căn phòng là đây, phòng có máy đâu lạnh. đâu vô vô trong luôn coi tình hình coi phòng lạnh cái đây mình đang hoàn thiện mà chưa nghe cô Đúng chú rồi, anh chị. anh để dành cho mấy anh chị em trong phòng buổi trưa qua có ăn cơm á, Dạ. ngồi hay là làm việc, có một số người muốn ngồi riêng á Dạ. trong đây cho nó im lặng để Thoải họ làm việc. mái và nó mát ha. Từ đó thì phòng lạnh là anh sẽ đây là toàn bộ là làm gỗ hết. Gỗ hết luôn ha. Đúng rồi, rồi buổi tối là anh sẽ buông cửa ra, anh không để là không 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 mở máy lạnh nữa, Buổi anh buông tối. cửa ra để cho thoáng lấy gió trời luôn Dạ. đó, anh xài hai mô hình luôn chứ Dạ. không phải là một phòng lạnh không. Buổi tối anh mở ra đó, nhưng mà anh mở giống vậy Dạ. cửa rồi anh tất cả anh mọi thứ là anh đều mở ra được Dạ. hết Đây. đó, để tối cho Cho nó mát ha. đúng rồi lấy Không gió khí, trời. dạ không khí trời lúc nào nó cũng thoải mái Đúng hơn. rồi Dạ. Rồi. Đó cô rồi chú anh chị mình biết hai địa điểm rồi ha. Anh đóng cửa đi anh để cho nó hết nó không lạnh anh. Đó, cô chú anh chị mình thấy ở đây là cái vườn nhiệt đới và cũng như là cái phòng lạnh để đúng rồi dành cho mấy anh chị văn phòng và những người làm việc, người ta đem máy tính vô người ta làm việc rồi đó ha. Ngồi trong đó thoải mái nè. Đây là quầy pha chế của anh, Quầy pha chế. quầy pha chế đây, Dạ. nguyên cái quầy pha chế đây Dạ quầy pha chế này cô chú anh chị đang đó, cũng trong cũng giai đang đoạn như là hoàn hoàn thiện thiện ha. luôn, Tất cả đều bằng gỗ hết anh ạ. gỗ hết, anh làm gỗ hết. Wow, trong kia có mấy cái đồ mấy cái kệ mà có cọng dây dây Đúng rồi, dây cái đó đó. là một cái điểm để anh trang trí, À, trang trí là hả? mũi đèn rồi vô ly rồi trang trí cho đẹp. Dạ. Anh có muốn bartender cho anh? Có Tưởng tưởng chưa có em rồi, xin vé. có rồi. Em lắc hay lắm á. Rồi để hiểu đây là mô hình nhà 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 gỗ nhà xưa Nhà gỗ. ba gian, Nhà gỗ ba gian ha. đúng rồi, là gỗ Dạ. này gỗ xưa luôn nha. Anh Dạ. đã đặt anh mua lại nguyên cái nhà luôn á, người ta tháo ra Dạ. rồi xong rồi mới vận chuyển xe tải về đây cẩu mấy cái cột này nặng lắm, Ừ. cẩu vô xong rồi mới dựng lên là Mấy cột đó cột gỗ luôn ha anh. gỗ hết luôn anh. À để giới thiệu với bà con cô bác nhé, nhiều khi người ta tưởng đâu là xi măng giả gỗ Không, cột gỗ hết luôn cột á. gỗ hết luôn nha cô chú anh chị. Mình đây mình có 8 cột,
Dạ. là bằng gỗ hết luôn. Này em mua ở đâu chuyển về anh? Này là ở Bình Dương, Bình Dương chuyển về. một người bác Dạ. giới thiệu mua giùm anh. Dạ. Rồi chúng ta đi vào bên trong nữa cô chú anh chị để xem anh Huy Đây anh chia nữa sẻ nữa đây là sân khấu mình sẽ ở đây. sân khấu anh. Anh ơi, bây giờ anh đang làm đang để trang trí lại nữa. Mà sao lại với lại cái kiến trúc gì mà nó vòm vòm tròn với anh? Là có nghĩa là em bữa vẫn ngồi chụp hình chắc em đây được luôn. Dạ. Buổi tối em sẽ làm sân khấu ở đây. À. Tại mình làm sân khấu ở giữa thì tất cả những Những nơi đều thấy khách hết. là ngồi xung quanh này đều coi được hết. Dạ. Ok anh quá đẹp ha. Cái này là trong giai đoạn hoàn thiện của chú anh Đúng chị, rồi. nó mới có phần cơ bản thôi, chưa Còn chưa có trang gì trí hết. cây người vô nhiều lắm. Mai mốt hoàn thành anh cho phép em tới để em check in một lần nữa nha. Rồi, ok em. Dạ. Đây, cô Đây chú là chị. khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh hả? Nhà vệ sinh cũng bằng gỗ luôn hả? Sau này anh có một cái thêm một cái hàng dàn gỗ đây che lại hết luôn, À, anh che lại để cho nó che lịch cao sự lên luôn. ha, Đúng rồi, cho lịch sự. thì anh đang đang đợi gỗ về để anh làm nữa hết. Dạ. Đây là khu vực nhà bếp. Nhà bếp ha. Ủa, có bán đồ ăn nữa hả? Có anh có bán đồ ăn nhẹ, giống Đồ như là những cái món như là pate chiên, gà chiên, hay những món mà trong ăn nhẹ ăn À, nhanh, nó thức ăn ăn vặt nhanh. đó ha, thức Đúng ăn rồi, nhanh đó ha. và có thể anh sẽ làm thêm cơm chua văn phòng. Cơm dưa văn phòng luôn. À vậy là có quầy nước và có Đúng, cơm, có đồ ăn có nhẹ kết hợp luôn ha cô chú đúng anh rồi, chị. đúng rồi. Dạ. Rồi tiếp Rồi theo mình đi theo anh Huy cả nhà để anh chia sẻ chi tiết để mình biết được đây chứ. là những cái mô hình để anh trang trí vô khu Đà Lạt. Khu Đà Lạt anh là từ À, đây khu chở này là vô, khu Đà Lạt. đúng rồi, Đà từ đây Lạt chở chắc vô chắn là là đi sẽ đi đi đường này vô, hai à, đường đường nào đi cũng được hết. nó có đường đi vô nữa ha. Đúng rồi, Đây thì đường sau này. này anh sẽ làm một cái cổng ở đây, Được rồi. một cái cổng ở đây, Cổng ở đây ha. anh còn một cái cổng này nữa. Dạ. Rồi đường đi đây hai bên anh sẽ trồng hoa, Trồng hoa. hồng tú cầu với lại cái nhỏ, cúc trắng nhỏ Cục trắng của Đà nhỏ. Lạt. Anh Rồi anh Khổng Khổng Tú Cầu thì nó ở Đà Lạt thì nó chịu lạnh, mình ở đây mình trồng nó ok không anh? thì thật sự là mình cũng phải cố gắng, Dạ. thì anh cũng phải lên trên thài cái này là hệ thống mà cũng chưa nhất Ừ. để cho nó mát mẻ được hay. Dạ. Anh cũng chuẩn bị chu đáo hết rồi cả nhà. Khổng Tú Cầu thì nó thường là ở không khí lạnh. Đúng rồi, Ở Đà Lạt thì bây giờ mình về đây thì không khí nó còn nóng. này là một dàn khung sắt mình để mình lót gỗ vô là À. đường đi, Khung sắt này là làm đế mình bấm bắn gỗ vô làm đường đi. dạ Hai bên anh sẽ rải sỏi. rải sỏi. Đúng rồi, Dạ. Giờ tiến bên trong ở đây cũng là một cái phòng máy lạnh luôn, máy lạnh nhưng mà luôn ha, của dạng anh làm theo dạng Đà Lạt Đà Lạt. đó. Thì đang gắn khung cửa vô rồi gắn kính vô. Mà em thắc mắc là anh nãy giờ anh chia sẻ nhiều á, nhưng mà cái ghế ngồi thì ghế gì anh? Anh ngồi bằng ghế gỗ hết, tất Ghế cả ghế gỗ, đặt ghế gỗ à, hết, ghế gỗ ghế luôn, gỗ theo phong cách, tại từ trong ra ngoài mình đặt ghế gỗ hết. một kiểu một ha. Không, trong trong khu nhà cổ á, thì Dạ. là anh làm mấy ghế salon hồi xưa. Dạ. Ở nhà anh còn được hai bộ thì anh Dạ. ở đây Dạ. để ngồi trong nhà gỗ. Dạ Ghế gỗ. salon thùng hồi xưa á, Dạ hiểu. có mà mới có mấy cái chân mà bằng đồng á. Dạ. Là ở nhà anh còn hai bộ thì nữa anh sẽ đem ra để anh À trưng bày. dạ. Còn khu vực trong đây là anh đang thiết kế để mới mốt anh làm cái mô hình Đà Lạt ở đây. Mô hình Đà Lạt hả? Đúng rồi, là nguyên Để khu này luôn. check in chụp hình hả sao? Đúng rồi, đó anh Dạ. làm mấy cái vỏ vỏ gỗ đó anh Dạ. đang ốp lên đây trang trí. Cái Dạ. Quá đẹp hả cả nhà. này là cây chưa về hết, Dạ. cái này là cây thì khoảng anh phải để cho vệ sinh xong hết là Dạ. anh mới đem cây về ở đầu mình thành trang trí luôn. Dạ. Còn trong đây là khu khu này là dành cho trẻ em, Trẻ em ha. nhà nhà banh Nhà dành banh. cho khu trẻ em, tất cả đồ chơi của trẻ em trong đây, trong khu này hết. Ủa vậy trẻ em mình vô trong đây mình chơi là sẽ miễn phí hay là vé anh? Không có vé. Có vé Đúng rồi, ha. Nhưng mà vé ưu đãi hay sao? đúng rồi, mà giá vé rẻ thôi chứ Dạ. mình, tại thực sự là mình đầu tư này vô em cũng biết rồi, Dạ. mình thôi bỏ hết cái không gian của mình để làm khu vực chơi. Bây giờ mình phải ưu tiên những cái vé nhiều hơn, Dạ. dụ cha mẹ vô đây thì có thể ngủ cà phê ở đây, nhưng mà có bé có thể vô đây chơi Dạ. đó. Thì anh đang làm hết À, có nghĩa lòng trong đây là luôn, cha mẹ thì vô đây uống uống cà cà phê, phê thì con vô con đây vô đây chơi. chơi ha, Đúng rồi, đỡ phải giữ, đúng rồi. đỡ phải giữ trẻ. À, cô Thì chú anh chị. anh đang trong giai đoạn hoàn thiện thôi, Dạ. thì cũng còn bề bộn. Thực sự là mấy cái Đó. sắt anh đang làm này cho nó xong hết đầu anh bắn gỗ lên, Dạ. bắt đầu là dọn dẹp vệ sinh hết. Dạ. Anh mới đem cây về, cây Dạ. này chúng ta đặt sẵn rồi. Bây giờ em thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh á, là người ta chuộng về các vấn đề cà phê cá coi, nhưng mà theo như anh đó thì anh lại làm một quán cà phê không, em thấy không có giống mọi người,
là có trong một quán cà phê mà có tới 3-4 mô hình luôn. Đúng rồi. Thì anh nghĩ là quán cà phê của mình á là nó khác với mọi người, thì mình có gặp khó khăn hay là gì không anh? À, thực sự là cà phê cá tôi thì Minh Quy cũng đã có 3 chi nhánh rồi. Dạ. Ở quận 2, quận 9 và Bình Tân rồi. Dạ. Thì cái quán này thực sự là ekip anh em là muốn đổi một mô hình mới. Dạ. Chứ thường là quán của cà phê là họ chỉ làm một mô hình thôi. Dạ. Ví dụ là vườn nhiệt đới là vườn nhiệt đới hết. Dạ. Hay là chiêu dạng giống Đà Lạt là chiêu giống Đà Lạt hết. Dạ. Thôi là nhà gỗ xưa là giống nhà gỗ xưa hết. Dạ. Mà ở này là Quy đang muốn gom 3 mô hình vô một cái quán của Quy. Dạ. Thì cái đó Quy nghĩ cũng là một cái lạ hơn những quán khác. À, anh muốn phá cách một xíu. Đúng rồi. Dạ, lạ hơn một xíu. Đúng rồi. Nhiều khi mình giống người ta quá thì nó lại bình chung thường, một khuôn rồi, rồi nó quá bình thường. Thì mình làm là có thể là tất cả những vị khách nào có thể vô đây ngồi ở vùng đới cũng được, hay là muốn vô đây ngồi nhà cổ cái chụp hình cũng được, hay là muốn vô khu Đà Lạt đều được hết. Dạ, quá tuyệt vời cả nhà. À, trong tương lai thì quán cà phê đây thì cô chú anh chị mình sẽ có thấy sự góp mặt tham gia giao lưu văn nghệ có chị Hồng Loan cùng với lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong tương lai hay cả nhà, thì anh cũng đã lên kế hoạch rồi. Ờ, nhưng mà anh ơi, em đi cũng khá là lâu rồi, gần tháng rồi. Không biết cái tình hình đây là cái quán cà phê là cũng như là cái công việc gọi là công việc phụ của anh hay sao? À, cái này là thật sự là anh làm thêm. Làm thêm ha. Ừ. Còn cái nghề chính của anh là chính cái show anh hả? Vẫn là làm show. Làm show ha. Nhưng mà trong thời gian này thật sự là thời tiết nó không được tốt nên dạ, anh đang ngưng lại để tập trung lên làm show, làm cái quán cho xong hết. Dạ. Ở đầu thì quán đã vô giai đoạn hoàn thiện và chạy để buôn bán rồi, thì bắt đầu anh qua tháng 8, tháng 9 anh sẽ làm show lại. Dạ, thôi anh đi ra ngoài ngoài cái cổng ngoài kia đi, em hỏi anh cái chuyện này, cái chuyện này em đang thắc mắc nè, thắc mắc dữ lắm luôn á. Ở đây nó hơi ồn xíu, ra ngoài đầu ngoài đường đi. Hỏi cô chú anh chị, ra ngoài kia bây giờ em sẽ hỏi anh Huy một số chuyện nha, về công việc mà show của anh Huy. Chứ em đi thì cũng thời gian cũng khá là lâu rồi. Đó. Là mình vô đây luôn đi anh. Ừ, đúng rồi, vô đây cho nó không có bị ồn đi, vô đây đi. Đó, mình vô đây cả nhà. Xác đó. Vừa có máy lạnh rồi vô đây không ồn lắm. Đó. Thì em muốn hỏi anh Huy á là trong thời gian sắp tới á là show của anh Huy là có cái show nào mà có chị Hồng Loan nữa không anh? Tại vì khá là lâu rồi đúng không ạ? Dạ. Em giờ này em bỏ anh rồi. Bỏ anh rồi. Em đi theo thầy của em rồi. Bây giờ thầy em về núi rồi thì em mới về tìm anh đúng không? Đâu có đâu anh em, mình cũng trước sau như một thôi. Chẳng qua là em đi kiếm miếng cháo. À, rồi không sao, nghĩa là dạ, anh em làm tốt thì anh đều ủng hộ hết. Dạ. À, thật sự là anh cũng nói là anh những cái show sắp tới của anh là ngày 28 tây. Là anh có một cái show ở quán Cua Bia. Dạ. Ở đường Sông Hành, Hóc Môn. Dạ. Và ngày 29 tây là anh có một cái show ở bên quán Phố Nướng bên đường Phạm Văn Đồng. Dạ. Rồi còn kế hoạch sắp tới của anh là tháng 7 anh sẽ có một cái show làm tại Trống Đồng. Với sự tham gia của Hồ Văn Cường. Wow. Bé Hồng Loan. Tháng 7 ha. Tháng 7. Dạ. Anh đang để chốt lịch với lại bên sân khấu. Dạ. Là có Hồ Văn Cường nè, có Hồng Loan nè, có anh Vũ Luân. Dạ. Và một số anh chị em nghệ sĩ nữa. Dạ. Thì lúc đó anh đang làm việc để tất cả mọi người, khi nào anh đã chốt được hết danh sách anh em nghệ sĩ đầy đủ, anh sẽ lên poster, anh sẽ thông báo cho tất cả quý vị khán giả để coi. À, có nghĩa là anh đang chốt lịch chứ chưa có lịch chưa có chưa chính xác đúng không anh? Đúng rồi. Anh đang gọi là có dự định và kế hoạch như vậy. Đúng rồi. Anh có anh hỏi chưa, hỏi Hồ Văn Cường gì chưa anh? Dạ hỏi rồi, thì đang đợi bên Cường trả lời cái lịch chính xác cho anh. Dạ. Nghĩa là kế hoạch anh đã lên rồi, thì anh đã nói việc nói chuyện với bên quản lý Hồ Văn Cường rồi. Dạ. Thì đang đợi nó trả lời một cái ngày chính xác cho anh, thì anh bắt đầu anh sẽ lên poster mọi thứ. Wow, phải nói là một thông tin khá là vui ha bà con cô bác, là có Hồ Văn Cường. Nhưng mà em thắc mắc sao mà show nào em thấy cũng có chị Hồng Loan anh đi theo anh. À, thật sự là anh đã hứa là anh giúp cho Loan. Dạ. Thì anh nếu mà anh có show thì anh đều mời với Loan tham gia. Dạ. Trừ khi nào với Loan bận việc hay là không có lịch trống thì anh chịu thôi. Dạ. Nên nếu mà có show là có chị Hồng Loan ha. Trời ơi, quá quý anh luôn. Mà hôm trước á là phải nói là anh Huy Lê á, anh nói là miền Tây, những cái show ở miền Tây, nhưng mà chắc có lẽ là phải giờ qua dùm anh tháng 10 đi ăn mưa đúng không anh? Đúng rồi. Tại bây giờ mình đang vô mùa mưa. Mà tháng 7 ở Hồ Trống Đồng thì có mưa không anh? Bây giờ thật sự thời tiết thì mình không nói được. Dạ. Ví dụ mà có trường hợp xấu nhất mà thời tiết không tốt thì anh sẽ đổi cho phòng trà. Dạ. Không, nhưng mà ở Trống Đồng hình như em thấy có che dù được mà.
À, che dù thì thật sự là anh nói em biết rồi, ngoài trời mà có che dù như thế nào thì gió mà nói chung với tả ướt hết trơn, thì cái đó nếu mà trường hợp mà rủi ro xấu nhất mà thời tiết thì anh sẽ có kế hoạch anh thay đổi, anh chuyển được phòng trà này. Nói chung là anh có kế hoạch song song hết để không bị mình bị hoạn. Có nghĩa là tháng 7 đây, nhưng mà những tháng sau, tháng tới thì mình không biết được, nhưng mà tháng Đúng rồi, 7 thì anh đã lên lịch rồi đúng và rồi, cũng như là xin 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 lịch lịch hết rồi, tất cả lên mọi kế người hoạch rồi, rồi. thì đang đợi mọi người trả lời lại với anh. Hồ Văn Cường, Hồ Hồng Văn Loan. Cường, Hồng Loan, anh Vũ Luân và một số anh chị em nghệ sĩ nữa. Wow, phải không? Mà về anh vì sao lại anh chọn Hồ Văn Cường? Có phải là anh thay đổi một cái màu gì đó cho cái Đúng sân rồi, khấu của mình? đúng rồi, em có nghĩa là mình làm chương trình á thì mình phải thay đổi liên tục, chứ mình không thể nào mà mình làm một số người đó mình quay đi quay lại thì khán giả người ta sẽ bị nhàm chán đi. Thì mình sẽ thay đổi một số anh chị em nghệ sĩ, thay đổi để khi cho một cái màu mới cho chương trình của mình. Anh muốn thay đổi cái show của anh nó có nhiều nghệ sĩ hơn, Đúng rồi, nó đặc là sắc nhiều hơn. màu sắc hơn nữa, chứ không phải mình làm một màu màu thì khán giả họ sẽ bị nhàm chán. Đó, đây là tới phần cuối clip rồi thì anh Huy mới bật mí ra được cái show của anh hay cả nhà. Và thôi thì anh Huy chia sẻ là bà con cô bác mình lại một lần nữa đi, cái địa chỉ cái quán cà phê của mình ở đâu, và trong thời gian khoảng anh ước chừng khoảng bao nhiêu lâu nữa thì nó sẽ hoàn thiện anh. Quán quán cà phê của Quy nằm trên đường, là địa chỉ là 386 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Thời gian mà dự định là hoàn thiện của Quy là khoảng tầm 3 tuần nữa, 3 tuần nữa. là 2 tuần để dọn dẹp xong hết, trang trí xong hết, anh chạy thử 1 tuần là anh mới cho vô hoạt động. Chạy thử là sao? Anh chạy thử cái mô hình của mình, chạy cho các tất cả các bạn nhân viên nó phải quen việc, và để cho mọi cái khâu nó phải kết dính với nhau hết, tất cả mọi thứ, thì để khi mà mình khai trương ra để mình phục vụ tốt nhất cho những người khách của mình, chứ không phải đến lúc đó mà để mà các bạn cứ bị lụp chụp không biết làm cái gì đó. Nhân viên thì anh có đầy đủ cho anh. Anh cái bên nhân sự thì có một bạn gọi là quản lý, bạn thứ tuyển nhân sự, và tuyển xong mà đưa danh sách cho anh bắt đầu anh kiểm kiểm tra và duyệt lại lần nữa. Không biết đâu clip này lên nó chắc em nghĩ chắc có nhiều khán giả muốn vào làm lắm đó nha, mà không biết sao bây giờ hỏi bây giờ ví dụ như muốn xin việc làm như là làm bảo vệ giữ xe hay là bartender hay là cái gì đó thì liên hệ được không anh, liên hệ với anh được À, không? một là liên hệ với anh thì anh sẽ đưa số điện thoại của bạn quản lý, tại mọi thứ mình phải làm theo trình tự, cái đó là sự quản lý của một cái bạn đứng quản lý ở đây, thì anh để cho bạn làm việc, tại sau này là mình giao hết trách nhiệm đó cho các bạn đó thì phải để bạn đó làm việc, mình là chỉ là đứng mình theo dõi cái quán của mình thôi, chứ mình không có dính vô mấy cái chuyện đó. Thì Rồi. nếu mà ai mà có nhu cầu muốn Hợp tác hợp với anh. tác với quán thì cứ một là chạy lên quán, hai thì liên lạc với Comment đi, Quy, comment trên kênh anh đi. comment đi, xong rồi Quy sẽ để cái số điện thoại của bạn quản lý vô, thì tất cả các bạn cứ liên hệ với bạn quản lý đó. Thì bắt đầu bạn quản lý nó sẽ nhận hồ sơ hay là làm việc như thế nào thì bạn đó sẽ trực tiếp làm với các bạn luôn. Đó. Thấy cô chú anh chị thấy không? Em nói xíu là cô chú anh chị mình sẽ có việc làm nha. Anh Huy mở ra một quán cà phê thì cũng giúp ích cho một số anh chị coi như là cần việc làm sẽ có Dạ việc đúng. làm ha cô chú anh chị. Ai mà có nhu cầu thì cứ comment trên kênh của anh Huy. Kênh của Tài thì không có nhưng mà không có tiễn nha. Kênh Huy thì có tiễn. Rồi thì bây giờ em cảm ơn anh nè, cảm ơn anh đã hôm nay đến gặp anh và cũng như là anh chia sẻ cho cái tiến độ công trình của cái quán cà phê của mình Dạ. để bà con cô bác cô biết mà tới ủng hộ uống cà phê, Dạ. trong tương lai sẽ gặp chị Hồng Loan ở quán cà phê mà giao lưu gặp gỡ. Chắc chắn. Cái thứ hai nữa là cái show tháng 7 ở Trống Đồng thì em Dạ hy đúng. vọng là bà con cô bác sẽ yêu thương và ủng hộ anh Huy Lê hết mình Dạ. và nhiệt tình hơn nữa. Dạ. Rồi cảm ơn anh ha, bây giờ kết thúc video thì anh Huy Lê có lời nào chia sẻ với bà con và chào bà con ha. Huy gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả lúc nào cũng theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho Huy. Thì Huy rất mong là cái ngày khai trương á, thì quý vị khán giả đến đây ủng hộ Huy đông hơn. Tại ngày khai trương chắc chắn là sẽ có con bé Hồng Loan và sẽ có mặt ở đây. Anh mời chị em lo khai trương Thì nói chung là anh em cũng hay nhắn tin qua lại nói là à. anh khai trương quán em phải có, thì mới đang nói dạ em phải có chứ, em khai Dạ. trương quán anh là em phải có À đúng rồi, hôm bữa mặt. khai trương ở shop quận 12 có mặt anh Huy. Chứ lần này phải có chị Hồng Đúng rồi, Loan chứ. thì Huy cũng rất mong là tất cả quý vị khán giả yêu thương Huy thì hãy đăng ký ủng hộ kênh Huy Lê Official để cho Huy có nhiều động lực hơn để còn làm nhiều cái việc hơn nữa, là bật mí thêm mà sau quán này có thể là mở thêm một quán ở bên Gò Vấp nữa đó. Thì quý vị mình thương Huy, ủng hộ Huy càng nhiều cho Huy một cái gọi là động lực, thì Huy sẽ cố gắng làm những việc tốt nhất, thứ nhất là về show nè, thứ hai là về việc kinh doanh, thì Huy sẽ cố gắng làm tốt nhất để không phụ lòng của tất cả quý vị khán giả.
Rồi, em cảm ơn Huy ha. Dạ. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn mình ạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả.